đã trở thành thông lệ. Cứ mỗi dịp trung thu là những con phố trung tâm ở Hà Nội như Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Dươi, Lương Văn Can lại được trang hoàng rực rỡ bằng những món đồ chơi trung thu. Các em nhỏ được bố mẹ đưa đến đây để mua những món đồ chơi. Những bạn trẻ không hẹn mà gặp, tụ tập ở đây để được chụp ảnh, cùng sống trong không khí náo nhiệt. Những người dân ngoại tỉnh tìm về đây để buôn bán, kiếm kế sinh nhai. Mỗi người một mục đích, nhưng tất cả đều góp phần làm nên không khí vui tươi, tấp nập của đêm trung thu ở phố cổ. Mặc dù trời mưa, lượng người đổ về các khu phố trung tâm mỗi lúc một đông, gây ra cảnh tượng ách tắc, chen chúc, lộn xộn. Nhưng những người dân vẫn rất háo hức tham gia lễ hội. Thưa quý vị và các bạn, trong buổi tối hôm nay, người dân thủ đô đổ về các tuyến phố trung tâm rất là đông, đặc biệt là các bạn trẻ. Ở khu vực bờ hồ thì tất cả các tuyến đường dẫn về đây đều xảy ra tình trạng ách tắc giao thông. Tuy nhiên những người có mặt ở đây thì không tỏ ra khó chịu, mà họ cảm thấy rất là hào hứng, bởi vì họ đã được hòa mình vào không khí đón trung thu của người dân thủ đô. Mình thì cảm thấy rất vui nhưng mà cảm thấy nó hơi nóng ạ. Thời tiết là vừa mưa nó vừa nóng nhưng mà rất là vui ạ. Tôi thấy hôm nay rất là nhộn nhịp ạ. Đường dù là trời mưa nhưng mà thấy không khí ở đây rất là ngột ngạt ạ. Tất cả mọi người như là ổ hết ra đường để chơi trung thu ạ. Được đón trung thu tại khu vực Hồ Gươm và dạo quanh phố cổ với nhiều người là một sự may mắn. Để có được điều này, họ sẵn sàng chen chúc trong dòng người như mắc cửi hay chấp nhận gửi xe với giá gắt cổ. Cũng vì thế mà dịch vụ trông giữ xe được dịp kiếm tiền. Nhiều điểm trông giữ xe tự phát trên vỉa hè mọc lên với mức giá từ 30 đến 50 nghìn đồng nhưng vẫn được người dân chấp nhận. Người dân thủ đô, đặc biệt là các bạn trẻ, đã có một buổi tối trung thu nghẹt thở nhưng cũng đầy hào hứng.